Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với TV. Hôm nay anh em mình đi kiếm mới có tép là từ lúc đập vãi trời được con ạ. Bây giờ phải kiếm cái chỗ nào nó có tiềm năng một tí chết này. Rồi. Chết thôi. Chết lại chết rồi. Chết lại. Mà hôm mọi khi hôm nay mọi khi lắm nhưng hôm nay chả thấy cậu. Đây cái dưới ruộng kìa. Lên. Hả? Lên trên mương giờ. Mấy cái ao nó lũ nó hay ra lắm. Điên là cái rãnh này nó chảy xuống ruộng này, người ta lấy này, ruộng này dễ bắt này. Ừ, bắt cá trong ruộng. Đây. Đây. Tưởng ruộng không có. Chỉ có trên, trên ao lũ này. Trên này đi. Mẹ mới. Mới làm gì ấy? Ôi. Ui anh ơi. Tôi. Cả cá. Bé nó ra mất rồi. Ủa trên này này. Ủa cái hố trên này này. Từ từ. Mày lấy lên lên. Lên đắp lại tao tắt. Tao tắt cho mà đâm. Ừ. 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 Đây. Hết ở trong cái rãnh này này. Từ từ đừng có đâm bừa. Mày đứng đây mày chắn đi. Đừng đâm bừa mà. Mày đứng đây mày chắn để tao đắp cái nguồn nó lại tí là tắt. Đắp lại thì không có cá xuống à. Yên à. Nó ở trong hố. Đấy. Đứng đấy nhá. Nó trong hố rồi đấy. Đắp cái cổng đấy bao giờ nó mới tịt được? Đây, ta đắp phát đi. Không được sang đây. Không được sang đây. Em qua đấy này nó mà phi xuống này nó đâm vào cái trường của em là nó tự chết. Chết xa này. Ui, này phải kia, phải đắp ở trên này. Trên nào? Đắp đầu trên này. Từ để anh đắp đoạn nào đã. Tí nữa đấy. Thôi thôi con chảy tí nữa thôi. Đấy lên luôn cả nó bạo động nó chảy lên nó vươn mục. Ui ui sâu. Ui. Trong hố. Nó mà lao vào đây là nó lao vào mục nó chảy lên nó chết luôn. Nhào cho con đi lao vào. Bao giờ mới tát trong cái chỗ này? Tận được rồi. Ơi chỗ này ngưng vậy này. Đó. Ơi chỗ này ngưng xuống nước rồi này. Anh ngưng nó lại chảy ra rồi. Ơi đây này. Ơi cá cá. Đây lấy cái này nào. Đây đây. Lấy cái này này. Nhanh lên con. Nó lại chạy luôn này. Chạy kịp cả tát luôn rất là vấn đề. Nào con nào vào đây. Con đi vào đây. Riêng là nó. Từ đây sang đến đây là nó sẽ bị nó vào mồm kia rồi. Nào. Vào được mồm phải không? Con đi vào. Ui xấu thế. Từ đây đến đây là địa bàn thảo vào đây là chết nhé. Hãy tất cả chúng mày vào đây. Ây, cảm thấy đấy nhỉ. Ây, nó vẫn chảy ra. Đắp nhanh lên. Anh đắp cứ đây đây, thịt cống. Chỗ này nó lại chảy ra đúng không? Anh đắp có thịt cống đâu. Tịt rồi, gần như là tịt rồi. Lại chảy đây này. Đấy này, chỗ này nó chảy lại đây này. Lúc nãy em thấy mấy con rồi, hở sống lưng lên ấy. Mày úp bừa xem được con nào không? Bây giờ nước nó đục rồi ấy. Úp bừa đi. Làm việc hết sức là phải cẩn thận, không thể bừa mãi được. Ui, mệt quá. Nó chui lại vào cống thế nào? Cửa các gì em mày, đi mày. Kiểu vậy à? Mày đưa tao úp thử xem nào. Không, tại không, có mà. Có mà có. Nếu mà úp thì nó chạy chạy là rạch rồi. Không cần anh phải mò. Nó lại chặn nước rồi.
nữa. Đắp đi. Ấy, nó vừa lại một trần này anh chồng. Em còn thương em chọc nó một cái nữa mà. Ấy, được. Được rồi đây. Được á. À? Đây. Ấy, nhưng mà không được, ừ. Em phải chắn nó này. Từ từ. Ui, đấy, được một con. Em không đây, 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 còn con nữa đây. Ui. Em không thấy được. Đây. Cái gì đấy? Cái giết. Đây, một con nữa. Nó lên đẻ à? Cái giết được, ui. Cẩn thận nó ra nha. Một tên nữa. Ui lắm thế kìa. Nhanh lên cắt đi cho nó ui. Cắt không còn nó lại lên đây này. Được cả hai con cơ. Úp gì ác cơ. Nào nào cắt 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 đi. Cắt đi. Ừ. Thế lắm rộng. Nó còn nhiều cả lắm. À vứt đấy. Đưa nơm đấy. Đưa nơm đấy em chắn chắn nó đấy. Đây đây. Đấy được luôn rồi. Mày ập lưới. Một con à? Đánh ra. Ui nhiều cá đấy nhỉ. Chắc áo người ta ra rồi. Xin sợ hết. Anh ta đi. Hết cả cá đi ấy. Được ba con nhỉ? Có bốn con đấy. Ai con chạy. Đâu. Con chạy. Chạy dưới úp nơm bắt được à? Bắt được không? Không. Con chạy nơm nhỏ ấy. Ta đi. Ê, đi, 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 đi. Cái gì đây? À. Ui, 2, 4. Lắm đây. Ta chưa đi. Em thích ăn con chạy lâu lâu rồi. Hất mất một con cá. Còn đâu, còn đâu? Trên đời đó, trên đời nó trôi mất rồi. Đấy cái nơm, nơm. Nơm đây. Đâu cả. Còn đâu, còn đâu? Trên đời đấy. Ây, anh ngất được em à? Ây. Mì. Cá cá. Bỏ ra, anh bỏ ra, bỏ ra. Hất cả cá ra ngoài. Dô đồng, dô đồng. Mấy con lúc này để lại con nào? Chả biết được. Ở đây có một chạy đấy. À này. Mày à bưởi. Bưởi à. Chạy 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 chạy. Nhắm lên bờ. Ôi, bạn. Bạn ơi, hết rồi. Chẳng có tiếc mấy nhỉ? Còn cái bùn đấy. Nó hay lẩn cái bùn lắm. Ui, cua này, cua này. Mày à, bùn ấy. Con nào nữa? Ấy. Cua, cua. Cua này. Anh vừa sờ, vứt tao lên bờ ấy. Nó vừa sờ dính con ở đây này. Ở đây có ăn cua kia. Con này ngon lắm. Ui, mệt thế. Ui. Rồi, hất hết cả tép, bay đi ra chỗ khác rồi. Nó vừa thấy một con ở đây mà. Màu gì? Cái giống. Ôi trời ơi, anh mở cho em một con không? Cho một con cua nhé. Ôi con chạch của em đâu nhỉ? Mày nhắn như đấy thì ai biết được. Ôi mày tìm chó này. Thế rồi. Em đang nhìn đâu nó. Anh mày đi. Nó bỏ tay ra. Đây mày cho lên cho vào chậu. Thế rồi đấy. Ui,
đây, nấu dưa đây. Ông nào cũng tác ở bên kia kìa. Bên kia cũng có ông tác à. Tác à. Mày giống quỷ. Chó cho cậu ạ. Hai con này. Một con. Ê, đây, 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 đây. Ba con. Đây. Đây, đây. Năm con nữa đấy. Hai con này. Bảy con này. Bốn con này. Được 4 con rồi. Ây da. Tao vừa sờ thấy gai gai. Phải tắt hết rồi. Tắt tiếp đi. Ôi tao mệt lắm rồi. 4 con này nó gì đấy. Thôi. Thế rồi. Con tiếp tiếp cơ. Mình lấy quá. Hai này nó phải sống. Ê. Được nhiều nè. Ui. 4 con. Tại cả nước nó chảy xuống. 4 con anh ạ. Với cả một con chạch chạch này. Với một con cua cua này. Ây da. Anh lại mở cống tiếp à? Ừ, mở ra nó thì... Mở cống cá xuống tiếp lại úp tiếp ấy. Để nước thì cho nó vào ruộng. Thế anh mở cái chỗ kia ra. 4 con. 4 cái đầu. Đây. Một con đi. Này. 6 con cầm này. Cầm sang bên này đi. Cầm sang bên này xem nào. 3 con này. 9 con, cả con cua nữa là 4. Cầm sang bên này đây. Anh ơi, hãy đắp ở chỗ này đi. Chỗ này mới nhiều cá này. Mày điên là chỗ này mới đắp 5 đập thủy điện à? Đập thủy điện gì? Khoảng đây có bỏ này. Ơ, ngày trước anh dùng cái chỉ tích ở đây được nhiều mà. Mày đại chế mà. Tăng trưởng. Ui, này. Cái gì? Cái gì đấy? Ui, từ. Ui, đây, nhanh. Vừa thấy nó dãy ở đấy này. Đói quá. Ui dồi ôi. Nhìn cả. Lạnh thế. Đi về đi, đói quá. Tao vừa thấy nó dãy ở đấy xong. Dãy cái đầu này nè, có cá nào trong ruộng. Mấy điên là ruộng đầy, ruộng cỏ trong ruộng cỏ cũng đầy nha, nó rạch sang nhiều. Ui đây 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 đây. Ui. Gì đây? Được cái sao ấy. Ui ui đây. À. Mày à bữa ấy. Được không? Đây không phải là cá, đây là cái gì? Ôi cha. Ôi con nhỉ. Ôi trời. Mót cá. Tát rồi. Ôi mãi được con to. Thì tát rồi. Người. Đưa được cái nơm đâu? Đấy được thì chả để nó kia. Mày đặt dọc lên kia đi. Chỗ này chắn rồi, không sợ đâu. Anh nhỉ, lấy từ trên này xuống này. Anh cứ chọc rồi. Tao chọc nó một phát nó đầu rồi. Nó chỉ quanh đây thôi mà. Ở trên này cạn rồi, đoạn này sâu rồi. Xuống dưới đây không nhá? Không xuống. Nó hở đấy. Ý thế nhỉ? Mai được con tỏ. Giỏi nhỉ? Chỗ này chạy được đi đâu? Hay nào đi lên trên không? Lên trên thì phải thấy chứ. Anh ốc hiểu. Ấy, mất thật đấy. Mất thật rồi. Tí nhỉ? Rồi. Rồi thế này. Anh cứ chọc nơ mà. Chọc gì đấy. Ai buồn rồi. Nó khỏe quá, chọc. Nguyên là dậy được. Xem nó dưới này như vậy không? Lấy dầu ra. Biết được. Không rột. Ôi rột mới được quả. Mày ra vào xem trong ruộng này còn con nào không? Chọc cái mỏ bắt được con nước con này. Hình như ở đây này. Đâu đâu, tránh ra xem nào, tấm mò cho. Mãi được con cá. Rốt rồi, con cá đấy là con cá ốp à.
Ờ thì cả ổ vậy. Giỏi nhỉ. Cái đánh mến này mà cũng mất được. Ôi đây 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 đây. Đâu? Mày có chạy đằng chơi con ạ. Mày. Ai mày? Mày giống người ấy, nhìn nhá. Rồi. Đừng mất đi em chậu. Mày chạy đi ra xem. Đâu đưa chậu đây, đưa chậu đây. Đây. Không băng lên. Con chậu nó lại phật ra đấy. Không dãy được. Ui con hộp to thế. Quẩy thật cái cá này. Mày đi ôm rơm đi. Không, anh đi mà ôm. Ôm rơm cho rơm đỡ lạnh như còn gì nữa. Trời, anh không thấy em đang ướt như chuột lột. Thế mày xiên nó con này đi để tao lấy rơm nha. Đứng đẩy cái này. Dạ. Ăn uống mà nó phải đàng hoàng, sạch sẽ. À, lại đẹp luôn. Con mà có nước mùi dãy à? Ôi xưa. Lấy đâu ấy? Đến ruộng rồi nhưng mà nó hơi ướt. Hơi ẩm đấy. Ẩm á? Tao phải bới ra tao lấy ở giữa đây. Đấy mày làm gì? Mày bị rổ sao mày xiên luôn cái xiên của tao? Xiên này to thế này mà không chiên. Anh bỏ ra quả lóc ra cho vào đấy nè. Đây đây, cho bớt sang đấy. Thế anh chẳng quên phát gì được. Thẳng cũng khôn phết đấy nhỉ. Khôn. Cho hai em lấy vào đây nó đi. Kiếm xoay không? Cắm vào đây. Cắm vào đấy á? Ừ, cắm hai cái chiên này. Ừ. Chín được không đây? Chín được. Cắm hai chiên đấy. Ôi, em hiểu rồi đấy. Hiểu? Giáo giáo. Ôi, em hiểu rồi nè, hiểu công rồi nè. Cái dây đồng này nhanh chín, chín nó nướng sao? Thế cái này của em bỏ chỗ đâu? Được, tạm được. Cái chuồng này từ thời Napoleon cởi chuồng tặng ấy. Của em đẹp luôn nha. Ui giời, chín rồi đấy, chín rồi đấy. Anh nghe được rồi. Ừ, tao lấy tao là chuối đó. Em cũng phải đi rửa tay thôi, mình sạch. Nhưng mà không có ớt. Ớt đấy, hãy đi qua chỗ ớt mà không vặt. Chạy này. Ui, ngon nhé. Để em một quả nhé. Dầm nó ra. Ôi nhìn một cả rô này ngon không này. Thôi nhé. Ngọt lắm. Này. Cả rô cho nó. Rô đồng ấy. Ôi thịt. Mời các bạn nhìn cả rô nhé. Ây da. Ây da. Chanh vào đã. À. Anh cần bóp biết đâu. Ok. Làm cái rô đồng trước. Rô ngon. Cần lóc ăn xong. Hảo à. Ngon lắm. Thôi các bạn nhá, rô đồng ạ. Hết rồi. Chấm chuẩn đúng chất là muối trắng, là chanh và ớt. Cái rô đồng này thơm. Thế không chấm gì cũng ngon. Thơm nhưng mà nó hơi làm xương một tí. Thơm lắm. Ăn thử cả chắc lắm chưa? Chắc giết. Chắc cái gì? Thì em chỉ gọi là cả chắc đấy. Wow, đấy.
đây mới là thả cọc đây. Đưa đá để cho nó ủ đi. Bạn ơi. Đây mới là. Bạn ơi. Đây mới là đẳng cấp đây này. Sao chín chưa? Ui nắng. Ui trời 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 trời. Em bị ruột. Mày, ruột cái gì? Trẻ con không ăn được ruột cá này đâu. Không. Cá này nó toàn ăn phần đấy. Kệ. Ui, vỡ mật rồi, vỡ mật rồi. Thấy chưa? Đừng vỡ mật. Hai bạn tham. Không được vỡ mật. Không được vỡ mật. Không ăn mà. Im. Trẻ con ăn là được ruột của con này. Wow. Cho anh ăn ra để em ăn ruột. Lấy được bộ nguyên nó ra đã. Ok, em ăn ruột anh ăn ra để. Đấy, dạ dày này, ăn đi. Không, ăn được. À, cá lóc này ngon nhất bộ ruột các bạn. Ui. Ui. Ui, ra dày đấy. Mời các bạn nha. Thì hơi nhầy nhất. Đi hóc chưa à? Hóc. Ăn tham à? Ai? Rồi anh phân mày dạ dày nào. Nữa. Tuy hơi nhây nhất tí nhưng mà rất ngon. Bẩn. Cũng bẩn lắm nhưng mà không đem cái gì lau tay nữa. Rồi mà có lon bia nữa thì đẹp, tuyệt vời. Ôi mặt trời. Rất là ngon. Đây không phải sống các bạn. Đốt nó đỏ. Ui cay quá. Ăn mới cái gì trắng đầy. Ăn mày ăn mấy con mày nướng à? Tao làm nướng này ăn. Bóc cầm tay tách nó ra. Em có thích thế này. Sao không? Ừ. Mật mật cá cá lóc lóc này ăn nó ngâm ngâm đắng rất ngon. Ừ. Đủ đủ mày cấu nát bét hết cả con cá này. Ừ. Ngon rồi. Wow. Rồi đấy. Đây mới là cá lóc đốt rơm thật sự. Nó đốt trứng quá nó không đỏ đỏ nó không ăn không ngon. Nó phải đỏ đỏ. Chín quá là nó khô. Như kiểu hôm anh em mình nướng hai con cá lóc mà. Cái lóc đập bắt đầu cá lóc ba con sâu ấy. Dạ, nó khô, em. Nó khô quá. Cậu em mình nhắc nhắc cái gì vậy để cái ốc coi nha. Nhắc cái gì? Ừ. Mày à hay là nhét con gà vào đấy nhét được à? Gà chọi á, nhét được đập phải nữa. Ừ. Mày thịt gà chọi đi cho cá lóc ăn xong rồi đưa dạ dày của nó anh ăn cho. Hả? À. Tuyệt vời các bạn. Cá này chắc là ở dưới này còn rất nhiều. Không, tôi không biết tại sao mấy năm nay cái cá này rất nhiều nhá. Cá lóc bông ngày xưa nó toàn cá lóc lóc ta thôi. Sau có cái loại này cá lóc ta nó giờ càng ngày càng ít. Cá lóc ta thì nó ăn thơm hơn này. Nhưng mà ăn cá lóc này cũng đẹp. Cho ta thử con miếng cá diếc của mày nè. Cá lóc đồng vẫn là ngon nhất. Ngon hơn cả cá lóc. Ừ. Cá diếc của mày ăn nhão lắm. Em này con này. Ừ. Ăn. Em. Lóc đồng thịt nó thơm hơn nhiều các bạn. Không, em có nghe. Này này cái bẩy thì nó thơm hơn rất là nhiều. Ừ. Nó hơi lắm xương gì nhưng mà ngon hơn cá lóc. Ủa chết chàng. Ai chết? Dũng ngồi nhà mày tô ai ăn kìa. Đó. Kìa. Đấy. Tao chỉ có anh đi lừa em để ăn cái gì. Tao chăm lừa mày đẩy thế này. Đấy.
Châu ăn nào cũng ăn này. Sao mày ăn hết chỗ này đó? Sao mà đuổi nó đi? Anh rửa hộ em cái. Tao ngô nhỉ, tao chẳng quan tâm. Anh rửa má này. Ngô nhà tao mà tao quan tâm, ngô nhà mày mà. Lừa. Mày làm gì đấy? Lại ngồi. Lại ngồi, chẳng đi rồi. Đuổi thế mà không đi à? Nãy em phải học được cái võ công đánh giảm cho anh. Võ công đánh giảm. Mày thích học không? Tao chuyển này. Ai à, nhẹ nhất đấy. Ui, kiếm mấy cái ghế ở đây ngồi nữa. Đáng nghỉ nhã lắm. Để tí nữa muối em bắt được con nào nướng rồi con. Thôi, clip này anh em mình kết thúc ở đây đây. Nếu các bạn thấy hay nhớ like, share và comment những ý tưởng bên dưới nha. Nhớ đăng ký bạn chung bên cạnh nha. Chung bên cạnh nha. Bye bye. Mình đi bắt cá tiếp đây. Ôi, em đi về. Mày không đi à? Tao bắt được về. Tao bắt được về cảm ơn nhá. Chán nữa. Ừ, thôi, mời mày về tao đi bắt tiếp. Kìa, có chiếc trâu kìa. Em đi nhường kìa em về. Đây, đây gọi là châu chấu. Thế à? Châu chấu phát. Châu mọi người á.